Hello, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chắc các bạn cũng biết không khí của Sài Gòn hồi bữa giờ á. Các bạn cũng biết không khí Sài Gòn hồi bữa giờ nó bị ô nhiễm. Mà không biết nó bị cái gì nữa mà tự nhiên nó bị ô nhiễm bao động luôn. Cái mức quy ai quy gì á trên cái trên cái gì để mình bấm vô lại coi. Phần mềm nào rồi đó. Đây, Air Visa. Đây cái Air Visa của thành phố Hồ Chí Minh hiện tại nè, đang 124, Hà Nội 92. Hà Nội mấy bữa nay nó đỡ hơn. Thành phố ngay nó tăng dữ dội luôn. Rồi Thủ Dầu Một nè, 117, Vũng Tàu 110 cũng không khá hơn. Rồi bấm ra trên đó. Ủa, trên đâu rồi? Việt Nam nha. Đó, Hồ Chí Minh. Đó. Đây. Còn dục Việt Nam. Còn dục phía nam đã chắc luôn. Rồi xa xa hơn chút xíu nè coi. Rồi dần đã đỏ không, đỏ hơn xíu nè coi. Xuống phía dưới đây thì nó mới xanh nè. Bữa giờ đó là cứ ho quá trời luôn. Bệnh ho quá trời luôn. Thì hôm nay mình có quyết định mình mua một cái máy lọc không khí vậy của Xiaomi. Đặt hộp luôn nha, mới có xé hộp thôi chứ chưa có đặt hộp. Đây các bạn, cái máy này, cái máy cái loại trung bình thôi. Đó, đơn giá của nó là 3.250.000. Ngoài nó có bán sẵn cái cột này. Để con mở ra được không? Con mở ra.
thì mình sẽ xài vài bữa, mình có hiểu được tính năng của nó. Bấm cái này xem. Thấy chưa, đỏ này. Có nhiều nè, có nhiều nè, quay trên này nè. Quẹt quay trên này nè. Còn mình lại sơ 44%. Sơ 44% thì mình sạc, đây là mình sạc gì đó thì để mình coi lại đó. Đầu tiên là để cái tim trước nè. Cho lọc trước nè. Đây nè, bấm mấy cái mặt nè, mấy cái mặt này là nó không vô nè, nó bộ vô cái máy mặt này nè đó, xong rồi nó sẽ tỏi ra đây, nó sẽ tỏi không khí sạch ra cái đây đây để hít thử coi con miếng nào hết thì nghe mùi nó không được các bạn. 45% thì mình chỉnh độ rơi 45%, để chút nữa nó lại hiện lên hay hiện xuống. Còn số 30 này là gì ta? Rồi thôi, vậy thôi là xong rồi đó. Đi cái máy.